đừng có để đừng lên cái gì để rồi tuyệt vời. Đây là em xin với mày là cái hậu phẩm này, là bệnh nhân nam 72 tuổi nhập viện vì đau bụng, được lấy trước mổ là viêm ruột thừa hoại tử, các mổ là mổ nội soi và cắt các ruột thừa, được lấy sau mổ là viêm ruột thừa hoại tử. Thì trong diễn tiến lúc mổ thì là lúc mổ ra thì có thấy ba vấn đề, nhất là ruột thừa đã hoại tử toàn bộ, thứ hai là cắt ruột thừa khó khăn, và thứ ba là cắt các ruột thừa. Thì hậu phẫu ngày thứ tư. Cái gì? Dạ. Cắt ruột thừa khó khăn, và thứ ba là gì? Dạ, cắt luôn gốc ruột thừa. Cắt luôn gốc ruột thừa. Dạ. Đó, thầy nói sao thầy không hiểu? Nghĩa là sao? Thì trường hợp nào cũng phải cắt cái gốc chứ, cho nghĩa là sao? Cái dạ. Gốc đó xử lý bằng cái gì? Kẹp được không? Dạ, cột chỉ lại. Cột chỉ? Dạ. Cột hay là buộc bằng ebolock? Dạ, cột chỉ. Lý do tại sao không buộc bằng ebolock mà cột chỉ? Không biết. Dạ. Trong hồ sơ ghi là buộc chỉ hả? Ừ, gốc tốt không? Gốc, dạ. Gốc còn tốt không? Còn chắc không? Dạ không, tiên lượng là xì dò xong xì dò. Như là vậy là khâu hay buộc? Dạ khâu quá thầy. Khâu chứ sao? Buộc nó khác, buộc là đặt cái nơ ở ngoài, ta đẩy cái nơ vào trong. Dạ. Khâu, có phải khâu gốc buộc thừa cái gì? Dạ. Rồi. Đây là hậu phẫu ngày thứ tư. Thì là tình trạng bệnh nhân là từ lúc mổ tới lúc thăm khám. Thì bệnh nhân tình trí giác tốt, bệnh nhân có thể đi lại được, vận động được. Bệnh nhân trung tiện được, đi tiêu phân lỏng, không nôn không sốt và bệnh nhân đi tiểu nước tiểu hàng trong. Về thăm khám lâm sàng thì bệnh tĩnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, da niêm hồng, cái mắt không vàng, hạch vi không sờ chạm, tim phổi thì tim đều ở trong. Về bụng thì là bụng bệnh nhân nhìn thì hơi bụng bệnh nhân hơi trướng. Băng thì thấm dịch đỏ như là bách hổ. Rồi. Dạ, tuy nhiên thì bách hổ thì không. Sao ba bốn cái lỗ bên đây? Mình lý là sao mà? Sao bên trái thấy hai lỗ đúng không? Dạ. Sao lại? Rồi tiếp. Hay là tuy nhiên là nhìn bách hổ thì bách hổ không sưng không hình nề, và dẫn lưu thì mới hai chiều hôm qua là khoảng 18 giờ thì là dịch dẫn lưu vàng trong cũng rất là ít. Về nhu động ruột thì là nghe nhu động ruột 6 lần một phút là sẽ không tăng. Sờ thì là sờ vùng bụng mềm, tuy nhiên là khi mà ấn thì ấn đau vùng phố chậu phải là hạ vị, sờ dưới đó thấy nó là có hơi căng căng đó. Còn các cơ quan khác thì chưa thấy cái bụng trướng không? Dạ trướng. Vậy lý do gì trướng? Thì em nghĩ là bụng dịch. Bụng dịch bị hồ đó bị tai biến ha. Dạ. Bây giờ hiện tại giờ ăn uống sao là? Bình thường khó ăn lắm. Bữa được mấy chén? Chừng một chén à. Bữa đi cầu được không? Được, bình thường. Bình thường phân màu gì? Bạc hay lỏng? Cũng trung bình đẳng. Nếu bệnh nhân có tụ dịch mà bụng trướng như thế thì để ăn uống mà và đi tiêu của bệnh nhân sẽ như thế nào? Hay là bệnh nhân sẽ đi tiêu phân lỏng? Lý do? Đây là khi mà có tụ dịch thì cái khối đó nó sẽ chèn ép, nó sẽ đặt cái bán cách ruột ở vùng mạch tràng, hổng tràng, hoại tràng. Dạ, không bán về thuốc lá dữ không? Cũng đồ hộ bệnh vô 3 năm nếu à ngày. Rồi có tụ dịch. Dạ. Có bán tắc. Dạ. Nghe âm ruột chưa? Dạ rồi, nghe âm ruột không thay đổi âm sắc. Mổ 4 ngày rồi. Dạ. Có đau không à? Đau. Ừ. Rồi đồng ý nha. Những hướng xử trí là sao? Cái hướng xử trí thôi chứ không phải cụ thể. Dạ, hướng xử trí là mổ hay không? Dạ không mổ. Gì nữa? Đây không mổ làm gì? Đây là cho bệnh nhân vận động, ăn uống bình thường mà cho kháng sinh dự phòng. Kháng sinh thay cho dự phòng? Đấy là kháng sinh để dập tắt cái ổ tụ dịch. Nghĩa là cho bệnh nhân hoạt động bình thường lại để cơ thể tự loại bỏ cái dịch tụ đó. Có chắc là có tụ dịch không? Có chắc là phải dùng kháng sinh không? Dạ kháng sinh thì không chắc, nhưng mà em nghĩ là cho bệnh nhân ăn uống bình thường, đi lại, tiếp tục vận động. Lấy dấu đồng bằng tại sao không? Đấy, bình thường bệnh nhân nào mà sơ gan thì hậu phổi xì sụp, nó chưa chắc có tụ dịch đâu. Dạ. Hậu phổi sơ gan là nó như thế.
chứ không chắc có tụi dịch đâu. Nếu ông đi cầu, bác đi cầu là sao? Dạ đi cầu, mới đi cầu sáng nay thôi thầy. Là lỏng, con hơi lỏng lỏng. Lỏng hay con sạch bác? Đi cầu lỏng, lỏng, hơi lỏng lỏng. Qua giờ đi mấy lần à? Một lần. Rồi thôi, đồng ý. Alo, chạy chú xin gọi lại. À chú nói được, trình bày tốt. Nhớ biết được cái thông tin trong cuộc mổ và từ những thông tin đấy có thể rút ra được, có thể đoán được những cái biến chứng, những cái cuộc trặc, những cái vấn đề có thể xảy ra hậu phẫu. Nha, khám cái bụng thì được dự đoán là có tù dịch, có liệt ruột, có bắn tắc ruột, có bắn tắc ruột thì cũng đồng ý luôn. Nhưng bỏ qua cái vấn đề về hô hấp của bệnh nhân, bỏ qua cái vấn đề về gan, chắc chắn bác này có vấn đề về gan nè, chắc chắn bác này có vấn đề về hô hấp nè. Nghe bác nói hồi mình đứng đây nãy giờ nghe bác ho đàm không, cái gan và cái hô hấp phải có thể ảnh hưởng đến cái diễn tiến, nói chung nó là bất lợi cho hậu phẫu. Trường hợp này không có như trường hợp mới vừa thi, có cái độ sờ này như thế này chắc chắn là phải theo dõi thêm. Nha, ông vẫn luôn không ra gì hết, không có nói được gì hết. Dạ, tại vì trước ngày hôm qua khám thì là ông cũng lưu là ra khoảng 25 lít đỏ, có cặn. Rồi nói chung một cái hậu phẫu dự tiết như thế này là chưa có yên tâm hoàn toàn đâu. Dạ. Nhắm bao nhiêu điểm? Dạ, khoảng 8 điểm. Rồi 9 điểm.